Hello, mến chào cô chú anh chị. Căng rồi cô chú anh chị ơi. Chơi vậy ai chơi lại. Mẹ con ve mà chơi kiểu này là Hồng Loan chỉ bó tay thôi cô chú anh chị, phải không? Một mặt á thì là viết bài công kích, mặt khác á thì xách động cộng đồng mạng chống lại Hồng Loan đó. Một mặt á thì là cho người tung tin là Ni với Hồng Loan là đồng ý hòa giải. Chơi vậy ai chơi lại cô chú anh chị. Vậy không, tự nhiên ngày hôm qua lại có một cái nguồn thông tin cho rằng là chị Ni với Hồng Loan đã đồng ý hòa giải với mẹ con của cô Sáu, khiến cho một số những anh chị cô dì chú bác người ta theo dõi cái drama này, người ta bức xúc vì sao mà theo tới giờ rồi mọi việc phải làm cho ra sáng tỏ chứ sao có để cái câu chuyện này được. Tại vì thật sự mọi người nghĩ như vậy cũng là đúng, tại vì tới thời điểm này cái drama này không riêng của Hồng Loan nữa mà đây là gọi một drama về những cái vấn đề phải gọi là tệ nạn của xã hội, và chúng ta phải làm quyết liệt ra để sau này nó không có những cái tình trạng tái diễn nữa. Ví dụ như cái sự mà phân biệt giữa con nuôi và con ruột, cái việc mà đi tranh giành tài sản, ba người ta mất thì tài sản để lại cho con cái, mà đây là cô với cậu rồi đứa cháu khác họ lại bay vô giành, trong khi những đứa cháu khác, thậm chí là có đứa cháu nội đích tôn luôn, cũng thay mặt là giống như là từ luôn. Cô chú anh chị, quả thật sự là rất là quá đáng về những cái vấn đề giống như là lên mạng kêu gọi, sau đó rồi không sao kê. Thì đây bây giờ không gọi là cái drama riêng của Hồng Loan nữa mà drama của xã hội. Và mong muốn những cái người mà xem thường pháp luật giống như là cô báo 20K nè, anh đờn ấu dâm nè, rồi cô mì xào Củ Chi nè, đó. Và một số đối tượng giống như là ông sạc pin nè, hoặc là cái cô tao nghiến phải trả giá cho hành động của mình vì đã tung tin cũng giống như hãm hại hạ uy tín của một cái người nghệ sĩ rất là nổi tiếng, cũng giống như là một cái người gọi là ông hoàng họ Quản mà được rất là nhiều người tôn trọng, đúng không cô chú anh chị? Thì thông tin này em xin đính chính cho cô chú anh chị, đây là một thông tin sai nha cô chú anh chị ha, một thông tin sai 100% luôn. Và trưa nay á thì chị Ni cũng đã lên livestream để nói rõ vấn đề này, không hề có chuyện hòa giải nha cô chú anh chị, mà sẽ làm quyết liệt sau cái mà cái câu chuyện mà đồng sở hữu này thì sẽ tiếp tục đến cái câu chuyện mà sao kê, và sau đó thì sẽ tiếp tục với những cái nhân vật mà đã lên mạng vu khống xuyên tạc và nhục mạ người khác trong cái thời gian vừa qua, ví dụ như cô báo 20K rồi anh đờn ấu dâm rồi cô hoa hậu Củ Chi đó, rồi tiếp tục là cô tao nghiến đó. Từ từ những cái gương mặt này sẽ phải bị trừng trị trước pháp luật thôi. Còn em khẳng định cho cô chú anh chị một lần nữa là chắc chắn là không có vụ hòa giải, và em nghĩ rằng chắc chắn rằng á là cô tao nghiến và ông sạc pin cũng sẽ không dám về Việt Nam, tại vì khi mà xảy ra cái drama đó vậy không, họ ba chân bốn cẳng họ chạy còn không kịp nữa để chi mà họ quay về, đúng không cô chú anh chị? Còn cô tao nghiến thì vị thấy rồi, lên mạng xúc phạm người này, vu khống người kia, nhục mạ người nọ. Thì anh Vũ Luân đã từng nói rồi, chỉ cần cô này về tới Việt Nam thôi sẽ có luật sư của rất là nhiều người đến đón cái cô này tại sân bay luôn, bởi vì cái hành động này thì chắc chắn rằng là không không về rồi. Nhưng mà thật sự tò có triệu tập đi chăng nữa thì cũng sẽ không triệu tập những con người này đâu, họ đâu có thân thiết đâu cô chú anh chị. Người ta triệu tập phải là những cái người thân thiết giống như những bạn bè, những nghệ sĩ, những anh em, những đồng nghiệp của cô nghệ sĩ lúc còn sống, chứ ai mà triệu tập trong que đồng sở hữu mà về đây làm chứng đó. Quý vị thấy rõ ràng không, một cái mà chúng ta thấy rất là buồn cười. Và sáng ngày hôm nay em nghe được cái cô cháu gái nói một cái vấn đề là liên quan tới cái việc mà tại sao mà không thờ di ảnh của cố nghệ sĩ, không lập bàn thờ trong nhà mình, tại vì mình đi đâu mình cũng khoe là ruột thịt nè, nào là máu mủ rồi giọt máu đào rồi là giọng hát giống cậu này kia. Nhiều người đặt vấn đề là tại sao mỗi lần cái cô cháu gái này cứ chạy qua bên cái cô mà trợ lý, cô Kim Hô để mà thắp nhang cũng như là cúng kiến, vậy ở nhà mình là có thờ hay không? Lúc đó lúc trước là chúng ta chỉ nghi ngờ thôi, còn bây giờ là khẳng định là không có thờ luôn cô chú anh chị. Và quý vị nghe cái nguyên nhân nha, quý vị có chấp nhận được cái nguyên nhân này không nha, quý vị nghe nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó, quý vị đang nghe chưa? Thì vì nói rằng cô chờ cái cô mà cháu gái này nói rằng á là không thờ là do dưới buôn bán ở trên hai cái phòng, không thể thờ cậu. Quý vị nghe buồn cười không? Đi đâu cũng khoe cậu mình, cậu ruột thịt, nhưng mà một cái bàn thờ, cái dưới quán bún bò á có thể treo hình cậu khắp nơi được, nhưng mà không thờ cậu thượt, cô chú anh chị. Đó, cái nhà thì có thể có hai phòng nhưng mà không thể nào mà thờ cậu được. Đem cậu qua bên Pháp biểu diễn, rồi đem cậu vô quán bar, rồi đem cậu vô bệnh viện thì được, mà không thờ cậu được cô chú anh chị. Mà em thấy quý vị thấy một cái chuyện rất là em phải không tưởng luôn á. Là sao? Một cái người trợ lý không máu mủ, không bà con, không họ hàng, không ruột thịt gì trơn á, chỉ là một cái người làm thuê cho chủ thôi, mà bây giờ là có quyền giống như là được sự ủy quyền của cả gia đình, đại diện cả gia đình bây giờ thờ cậu. Quý vị nghĩ đi, một người xa lạ không máu mủ không ruột thịt, dù cho quen biết cỡ nào đi chăng nữa, thì bây giờ người mất người ta đã hết rồi. Người ta về là về nhà của người ta, về là về bên em, bên cháu, bên con, bên dòng họ của người ta. Ai mà đi về qua bên cái cô mà trợ lý mà qua bển thờ? Một lần quý vị thấy một cái điều phi lý nhất mà trên đời, quý vị thấy không? Thương cậu, nhớ cậu, tiền thì cầm một cọc cọc vậy nè, mà không muốn nổi một cái nhà mà đàng hoàng để mà thờ cậu, mà giờ nói gì? Thậm chí là muốn thờ, em nói thật sự muốn thờ thì mình có trăm ngàn cách để thờ. Tại sao người ta ở nhà thuê, nhà mướn người ta vẫn thờ, cha mẹ thờ, ông bà người ta được, còn mình á, mình nói rằng là tôi ở cái nhà vậy đó, cái nhà cũng mặt tiền này kia ha, cũng buôn bán, cũng có lầu này kia, mà không thờ cậu được. Quý vị thấy vô lý không? Đó, đây là cái mà họ thể hiện cái sự yêu thương dành cho cậu đó, cô chú chị, dành cho ông Năm đó. Mà một số người vẫn binh vực nữa, em ông hiểu luôn quý vị không? Đó, em đã nói rồi, khi mà cái người á, người ta có thể mà nói ngoài nguyện là thương nhớ mong đợi chờ vậy đó, nhưng mà trong tâm có hay không mới là quan trọng. Trong tâm sợ làm gì đấy, dám gì dám thờ, đúng không? Trong tâm sợ quý vị đang đi hãm hại con người ta, đang bêu xấu danh dự của cái người đã khuất, đang ăn trên tiền xác của người đã khuất, thì bây giờ quý vị nghĩ đi, nhìn cái di hạnh thôi cũng dám nhìn nữa, nó chi mà thờ. Đó là lý do tại sao mẹ con cô Sáu không thờ, dù cho mẹ con cô Sáu tin tâm linh rất nhiều nha. Quý vị nghĩ đi, mẹ con cô Sáu cực kỳ là tin về tâm linh đó, và đặc biệt là cô Sáu chơi bùa chơi ngải thì phải tin vào những cái điều đó. Nhưng mà tại sao không thờ? Tại vì tin nhiều quá mới không thờ. Quý vị nghĩ đi, đi hãm hại, đi vu khống, đi nhục mạ, đi tước bỏ cái quyền làm con của cái người đã khuất, thì quý vị nghĩ đi, dám thờ không? Đó. Thờ về ông Năm, về ông báo mộng, hoặc ông về là chết giọng luôn á, nói thiệt. Nhiêu đó là chúng ta thể hiện rõ rồi, trời ơi thương yêu nhiều quá, mà bây giờ á cậu Bảy cũng không thờ. Rồi bây giờ thôi, đã qua cô trợ lý, em nói thật sự đâu có bà con họ hàng hay đâu có dòng họ ruột thịt gì đâu, mà đây mà lập bàn thờ lên, mà lập chà bá lửa luôn cô chú anh chị. À, em không hiểu sao luôn, nhà có ba mẹ, có ông bà đó, em nói thật sự ra dù cho cái người đó có quan trọng cỡ nào cũng không qua ông bà tổ tiên cha mẹ của mình. Ủa bàn thờ ông bà cha mẹ không lập bự, không lập hoành tráng, đi đi lấy cái người xa lạ về cái đặt ở đó để bàn thờ đó để mà thờ, nhắm được vô nhà không? Quý vị nhớ đi, cũ quyền nhà người ta sao mà ông Năm bước vô đó được, đúng không cô chú anh chị? Nhà có cũ quyền, có ông bà tổ tiên ở đó, sao mà người lạ bước chân vô đây được, mà sao mà ông Năm ông về đó được, mà thờ mà cúng kiến ông sao về? Trời ơi em nói thật sự hết nói luôn, bộ hợm em chỉ là nghi ngờ là không có thờ, hôm nay thừa nhận là không có thờ rõ ràng rồi. Quý vị nghĩ đây, có thể có tiền đi Pháp, có tiền đi đây có kia, số tiền đó em nói thật sự dù cái nhà đó có nhỏ đi, bây giờ làm một góc thờ cũng đâu có gì đâu, hình thì treo một đống mà thờ không dám. Trời ơi nói thật sự hết tin nổi luôn cô chú anh chị đó. Bởi vì tại sao mà mọi người lại yêu thương Hồng Loan, người ta tin lời Hồng Loan là gì đó. Quý vị cứ lại nhà Hồng Loan, em nói quý vị không sai, quý vị cứ lại nhà Hồng Loan ha, ngày cơm ba bữa, sáng trưa chiều, thậm chí tối nữa là cúng đều đều lên bàn thờ của cố nghệ sĩ. Bàn thờ lúc nào cũng dọn sạch sẽ, gọn gàng và bóng lưỡng, nhang thì nghi ngút, còn trái cây thì bông thay liên tục cô chú anh chị. Cái đó thể hiện cái lòng hiếu hảo của con người ta đó, suốt hơn 10 tháng qua ngày nào cũng như ngày nào. Còn trước đây mẹ con cô Sáu thì như thế nào, lúc ở đó như thế nào, hay là lâu lâu có người lại thì làm màu đó, không chí trên, không phải là trên bàn thờ đó đâu, mà xuống dưới cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ cũng vậy đó. Quý vị thấy không,
cứ canh tuần hai tuần là Hồng Loan lại xuống lại lao mộ lại cúng kiến này kia, vẫn diễn ra như vậy. Hồng Loan có quyền không đi, tại bây giờ Hồng Loan bận này kia, nhưng mà cô ấy vẫn dành một thời gian nhất định để mà xuống thăm viếng cái nơi an nghỉ của ba mình, cũng giống như là trang trí lại cái nơi an nghỉ của ba mình. Cái đó mới gọi là tình thương. Còn cô chú gái bị thăm từ đầu tới giờ, quý vị thăm từ bữa mà cúng 49 ngày rồi cúng mà cái gì lễ tạ mã của cậu tới giờ đó, quý vị thấy đó, có xuống nữa đâu. Mà quý vị thấy mỗi lần xuống á, chị đứng ở đó nhấn nhịn xong rồi cho bộ lao lao vài cái xong rồi đi về, không hề cầm một cái gì, một cái khăn mà lao cho mộ cậu, không hề mà tỏ ra một sự xương nữa. Quý vị nhìn đi, một giống như một đứa con nuôi, ví dụ như là đứa nuôi giống như là Bình Tinh đi, quý vị thấy người ta như thế nào, người ta xuống người ta cũng làm này kia, rồi anh Vũ Luân như thế nào, rồi thậm chí những cái hồng nhan giống như là cô Ngọc Quyền hoặc là cô Thoại Mỹ hoặc là chú Linh Tâm, chú Ngăn Tấn xuống dưới, quý vị thấy đi, dù cho một cái người bạn hay là một cái người tình trên vở kịch thôi, người ta xuống dưới người ta cũng trân trọng cái ngôi mộ, người ta cũng làm ít gì. Còn mẹ con cô Sáu thì như thế nào, con cô Sáu vậy không, về cũng đâu xuống đâu, vậy không, cứ một mực nói là ông Năm đâu có dưới đâu xuống chi, đúng không cô chú anh chị. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng thương ở đâu đó. Rồi bây giờ quý vị thấy không đó. Rồi đi lập vi bằng, đi kiện, đi làm tất cả mọi thứ nhưng có thắng được đâu, mọi thứ chỉ là dán nói trên miệng, trên giấy tờ thôi đó, rồi là tạo nick này nick kia đó, quý vị thấy không, đi qua Pháp với ông cuối cùng đó, cuối cùng là người ta tưởng đâu là cũng đi show thiệt, nhưng mà show này là show kỳ lắm cô chú anh chị, giống như là đi hát ké thật sự. Có người bảo phốt, có người nói rồi là này là đi hát ké đám sinh nhật thôi, giống sinh nhật giống như đi theo rồi, giống như xin hát ké rồi PA lên là đi chạy show này kia. Mà em nói thiệt chứ tiền đâu mà một ban nhạc mà mướn một cái cô ca sĩ mà từ Việt Nam bay qua đó để mà hát cái ban nhạc nhỏ xíu vậy, tiền đâu. Quý vị nhìn, quý vị cũng có thể đoán ra mà. Thì nổ thôi, nổ từ từ mấy thôi. Quý vị thăm sắp tới nè, Hồng Loan ra những cái MV mới nè, hay nè, mọi người ủng hộ nè đó. Rồi Hồng Loan nè, rồi được đóng phim nè, phim đó được chiếu ngay mùng 1 Tết nè, thậm chí là được diễn kịch nữa nè đó. Còn bây giờ dám bay vô chê Hồng Loan là học dốt ngu hay không không? Thật sự Hồng Loan rất có tài và có năng khiếu. Bây giờ chúng ta phải khẳng định như vậy luôn, chứ không phải là nói mà cái việc mà mọi người yêu thương ủng hộ nữa, mà khẳng định Hồng Loan là người có tài, có năng khiếu thì mới tồn tại được tới bây giờ. Chứ thật sự ra mọi người giúp á, thì chỉ giúp cái ăn cái mặt hoặc là giúp về cái vụ kiện tụng này kia thôi, chứ sao mà đem Hồng Loan một cái cô gái không biết diễn đem lên sân khấu hoặc là vô đóng phim để mà phim Tết. Quý vị phim Tết biết cỡ nào rồi, đúng không? Làm gì mà cỡ do Hồng Loan không biết diễn này kia làm gì được bay vô, đúng không? Tại sao cô cháu gái đó phấn đấu bao nhiêu năm đó cô chú anh chị, có được đóng phim Tết không? Không được. Nhưng mà Hồng Loan sao? Phải thứ nhất là cái sự ưu ái, cái thứ hai là cái mà Hồng Loan phải có duyên, phải có nghiệp diễn. Và quý vị những điều đó thì phù hợp với con của ông Năm rõ ràng rồi, còn gì đâu nữa đó. Giờ mẹ con cô Sáu đang lo sợ nè, không biết bà báo 20k lên trên đó khai gì. Rồi mốt ông Đờn nè, ông Đờn bị lên nè, không biết là luật sư Kha xuống dưới học đờn của anh Đờn xong chưa ha, chúng ta đang chờ kết quả ha, xong là hơi mệt nha. Mà báo 20k bây giờ còn lên mạng mà đặt chi tìm địa chỉ thông tin của một số người nữa, sợ quá, linh lạnh nhợ quá, sợ quá. Chị báo ơi, trời ơi, chị đừng có đi hù ai hết trơn á, sống trên thời đại pháp luật, chị càng hù chị càng chết à chị đó. Cố gắng lo thân mình cho xong đi ha đó. Còn cái việc quý vị thăm thì sáng nay tiếng công do cô chú chị nghe, chính chị Ni cũng đã nói rõ ràng là Hồng Loan đã tìm thấy một cái di vật của cố nghệ sĩ, và từ cái di vật đó thì biết là cố nghệ sĩ đã làm hết tất cả, cũng giống như là chuẩn bị hết mọi thứ để mà giúp cho cô con gái của mình rồi, cũng biết được rồi, thậm chí quý vị thấy rõ ràng là như vậy đó. Bởi vì từ từ đi vì sẽ thấy được, chứ không có xa lại gì đâu. Giờ càng cãi càng ấy à. Quý vị thấy đó, Hồng Loan hết đi làm từ thiện cho ba mình, có tích phước cho ba mình, xong rồi bây giờ quý vị không, cũng đi bán khoai lang để mà giải cứu khoai lang cho người nông dân. Người ta làm mọi cách, cô gái hiền từ đó, vậy mà đi tranh giành tài sản. Em nói thật sự, cô cháu gái này cũng rất là sai lầm nha cô chú anh chị. Ông Năm đã để lại cái tài sản quý báu cho cái cô cháu gái này mà cậu không biết. Thật sự cái tài sản này cô này mà chịu chắc chiêu mà sử dụng mà không tham thôi, em nói thật sự bây giờ hơn gấp 10 lần Hồng Loan. Đó là tài sản gì cô chú anh chị? Cái đó là cái danh và cái nghề mà ông Năm đã làm, ông Năm đã để lại cho cô cháu gái. Người ít ra mọi người cũng biết đây là cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh, đúng không cô chú anh chị?
đó, đó cũng được đào tạo, cũng được ông Năm hướng dẫn đúng không? Ít ra nhiều nghệ sĩ người ta cũng biết tên. Nếu mà không đi tranh giành với Hồng Loan, em nói thật sự bây giờ nè, bán gì người ta cũng mua. Show á thì đi liên hệ người ta mệt nghỉ, thậm chí là có những cái bộ phim hoặc là những cái chương trình mà người ta vì muốn trả ơn, giống như là nhớ về cái công của cố nghệ sĩ đã dành cho cái nghệ thuật của Việt Nam, người ta cũng sẽ mời cô cháu gái này hết trơn á, chứ không phải là mời Hồng Loan nữa cô chú anh chị. Nhưng mà vì tham thôi cô chú anh chị, tham nên mà mất hết tất cả mọi thứ. Mà thật sự cam tâm hay không cam tâm gì, em nói thật sự bây giờ nè, dù người ta có con nuôi hay con ruột nhưng mà người ta cũng là con, mình là cháu. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ có đứa cháu mà đi tranh giành tài sản với ông cậu, với gia đình của ông cậu hết, dù đó là gia đình có nuôi có cưới hỏi hay là không có gì không cần biết, nhưng mà gia đình của người ta làm gì đi tranh giành đúng không? Làm gì có, đáng lẽ mình biết thăng biết khoảng đúng không? Với cái tính tình của Hồng Loan, quý vị nghĩ đi, lo cho những đứa em mình từng chút ha, gia đình mình vừa ổn định lo cho những em từng chút. Là với tính tình của Hồng Loan thì ít ra là sau khi mà giả sử như ấy, mọi việc êm xuôi thì Hồng Loan cũng cho ở cái nhà đó chứ không có đuổi đi. Hồng Loan đã nói trong cái cuộc họp mà mọi thứ đều được ghi âm lại, và chính ở bên đó Tôn Nga mà cô chú anh chị đó. Và quý vị nghĩ đi, tính với tính tình của Hồng Loan thì chắc chắn bán cái kia thì má Tư cũng nói rồi, thì cũng dành cho 50% thì cũng đặt cả chục tỷ để cho cô cháu gái mẹ cô ta mua cái nhà rồi có công việc có làm ăn ổn định rồi đó. Nhưng mà sao nhìn vô cái tài sản tham quá, tham tới ngày hôm nay vì thấy rõ ràng không? Tới giờ phải ôm hận, ôm hận chứ còn gì nữa. Đáng lẽ mình có tất cả mọi thứ nhưng mà phải tay mình tự tay mình làm, người ta chỉ cho cái cần cần câu thôi chứ ai mà bắt con cá sẵn cho nó nhìn vô đó rồi tham quá rồi muốn lấy hết tài sản của người ta phản kèo giờ mới vậy. Còn một số những người mà binh vực thì thứ nhất là nằm trong nhóm lợi ích và họ sẽ trả giá thôi, tại vì cái điều mà đúng với đạo lý từ xưa tới giờ thì không ai mà không thể thay đổi được đâu đúng không? Thay đổi là xã hội loạn liền, mẹ con của Sáu thắng loạn liền, mà sao thắng được trời ơi, họ đang suy nghĩ vu vơ hả? Hả? Giống như cô lành trình bồn suy nghĩ vu vơ hả? Đó, bị người ta đối xử cái gì đó. Đó, mấy bữa mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, lúc mà đi thẩm định đó, mẹ con cô Sáu có an ủi không, có thương xót không? Giờ con mình đó dân ủng hộ mẹ con cô Sáu giờ bị tẩy chay đó, thấy vừa chưa, thấy quả báo tới chưa, còn muốn được muốn nữa hay gì? Cái phước mình còn thì cố gắng tận hưởng đi chứ hết rồi là mệt lắm đó nha. Đó thì đây cũng là một số những cái thông tin mà Tiến muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì cuối video Tiến cũng xin giới thiệu, đây là bánh đậu phộng hình nón lá như cô chú anh chị, một bịch như vậy là 120.000. À, chưa tính tiền ship nha cô chú anh chị ha, gồm 5 cái, 5 cái một cái nó rất là bự ha. Bánh này thời gian bảo quản để bên ngoài á là ăn ngon nhất là từ 20 ngày từ khi nhận sản phẩm, là từ 15 đến 20 ngày là ăn ngon ha cô chú anh chị. Giả sử anh chị muốn để lâu thêm nữa thì bỏ vô tủ lạnh thì mình sẽ ăn được rất là lâu, lên tới 1-2 tháng là chuyện bình thường ha. Bánh này em nhập về mới hoàn toàn nha, không có bị hay hôi dầu, một bịch nó gửi đến cô chú anh chị là như vậy nè ha. Bánh nó dặn tròn chuyện như vậy ha, bởi là đổi lên em trả lại hết thôi cô chú anh chị ha. Nó một bịch như vậy chỉ có 120 ngàn thôi. Bánh này thứ nhất là thơm mùi đậu phộng mè, với nó ngọt nhẹ, cô chú anh chị ăn á nó không bị quá quá gọi là quá ngọt, hoặc là nó ăn nó không bị dính gan, đem cho mình cảm giác khó chịu ha cô chú anh chị ha. Đó, anh chị nào mua thì liên hệ số điện thoại là 0879262482 hoặc liên hệ qua cái số Zalo là 0879262482 gặp Tiến Vlog để tư vấn về sản phẩm nha. Một bịch 120 ngàn. Thì em cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.